chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 9 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao ban công tác dân vận và mặt trận tổ quốc quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp. Xây dựng thương hiệu làng nghề mộc thôn Mão Trinh, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào. Để đảm bảo tiến độ công việc, một số F0 có sức khỏe ổn định vẫn làm việc trực tuyến tại nhà. Lời khuyên của bác sĩ về thời điểm bệnh nhân COVID-19 sử dụng thuốc kháng virus. Sử dụng những cái thuốc kháng virus khi mà có biểu hiện của viêm đường hô hấp, khó thở, rồi thì sốt. Thuốc kháng virus này là thuốc ức chế RNA polymerase của virus. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Dân vận tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác dân vận, mặt trận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, làm tốt công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và lực lượng tham gia chống dịch. Các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, động viên 1.800 tân binh lên đường nhập ngũ. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương yêu cầu Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc các địa phương thời gian tới cần chủ động hơn nữa, nắm bắt dư luận, sự việc nổi cộm, tình hình nhân dân để kịp thời báo cáo giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, làm tốt công tác quản lý hoạt động tôn giáo, tích cực vào cuộc thực hiện chỉ thị 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác giải phóng mặt bằng. Cần rà soát phát hiện những mô hình dân vận mới từ cơ sở để nhân rộng và phát huy, phối hợp tham gia phòng chống dịch, thực hiện văn minh trong việc cưới việc tang, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt kết quả và công nhận thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông năm học 2021-2022. Kỳ thi này có 903 thí sinh của 27 trường trung học phổ thông đăng ký dự thi. Có 9 môn thi được tổ chức trong kỳ thi gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngữ văn, tiếng Anh, tin học. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục đã nỗ lực tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông, đảm bảo an toàn cho thí sinh và giáo viên. Kết quả đã có 405 thí sinh đạt giải, trong đó có 14 giải nhất, 65 giải nhì, 150 giải ba, 176 giải khuyến khích. Chương trình xin chuyển sang các thông tin về kinh tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp đến năm 2025. Tổng mức đầu tư của đề án gần 650 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa chiếm gần 90%. Trong đó sẽ củng cố phát triển 7 làng nghề hoa cây cảnh với tổng diện tích gần 1.200 ha, đầu tư sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm hoa, cây cảnh mới, độc lạ để nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề, xây dựng cảnh quan du lịch làng nghề để phát triển sản phẩm du lịch làng nghề hoa cây cảnh gắn với các khu, điểm và tuyến du lịch của tỉnh. Phấn đấu năm 2025, làng nghề hoa cây cảnh đón được khoảng hơn 200-400.000 lượt khách du lịch. Tập trung tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hoa cây cảnh. Thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, xây dựng quảng bá thương hiệu và các làng nghề hoa cây cảnh. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất tại các làng nghề hoa cây cảnh. Hướng dẫn hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, xây dựng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tại các làng nghề hoa, cây cảnh. Đến nay, huyện Khoái Châu trồng được trên 3.900 ha cây ăn quả. Đáng chú ý có nhiều diện tích cây ăn quả Việt Gáp và Global Gáp, qua đó khẳng định hướng đi phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân. Trong đó, diện tích cây có múi đạt trên 700 ha, diện tích trồng chuối hơn 900 ha, diện tích trồng nhãn đạt hơn 1.500 ha, còn lại là diện tích các loại cây ăn quả khác. Các diện tích cây trái trên địa bàn huyện để sinh trưởng phát triển tốt đem lại hiệu quả kinh tế khá, doanh thu cho người dân ước từ 300 đến 500 triệu đồng một ha. Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây ăn quả, nông dân trên địa bàn huyện đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
Hiện trên địa bàn huyện có 930 ha trồng cây ăn quả được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. 3 vùng cây ăn quả gồm 2 vùng trồng nhãn muộn ở An Cảnh, xã Hàm Tử và 1 vùng trồng chuối tây ở xã Đại Tập đã được cấp mã vùng xuất khẩu trái cây, được cấp mã số vùng trồng cây ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn OTAS. Thưa quý vị và các bạn, cần có chứng nhận nhãn hiệu làng nghề làm cơ sở để mở rộng thị trường kinh doanh, trên cơ sở đó mở rộng sản xuất. Đây cũng là mong muốn của hơn 50% số hộ làm nghề mộc ở thôn Mão Trinh, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hảo. Là một trong những hộ làm nghề mộc Mỹ Nghệ đầu tiên của thôn, nhưng đến nay các sản phẩm của cơ sở sản xuất anh Nguyễn Công Thứ và Bùi Văn Quang chưa bao giờ được mang tên mình. Các anh cho biết nhiều khi phải nhờ nhãn hiệu của làng nghề khác khi đi giao dịch, thậm chí còn bị khách hàng cho là buôn bán chứ không phải tự sản xuất. Vì thế không chỉ khó khăn cho việc tìm kiếm thị trường mà đôi khi giá trị cũng bị thấp hơn. Do đó các cơ sở sản xuất ở đây chủ yếu vẫn chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của các khách quen nên khó mở rộng quy mô sản xuất. Không có nhãn hiệu đồng nghĩa với việc khó khăn cho việc quảng bá trên các trang mạng, không có chỉ dẫn địa lý cho các khách hàng ở xã về giao dịch. Làm nghề năm nay cũng được 17 năm nay rồi. Bữa nay sản phẩm của bên chúng tôi là thương hiệu của mình không có, hàng của mình nó mất đi cái giá trị của nó, còn người công làm rất là vất vả. Chứ bây giờ lúc mà hàng mình làm ra nó đẹp hơn, nhưng mà ở làng nghề khác họ đến họ mua thì vẫn mang tên thương hiệu của họ. Một thị trường mình cũng không mở rộng được. Cái mong muốn trở thành một cái làng nghề thì để cái thương hiệu của mình nó được mở rộng thị trường hơn. Thì được nó mang tên là chính là thương hiệu của làng mình sản xuất ra. Hiện thôn Mão Trinh có trên 400 trong số 600 hộ làm nghề mộc với khoảng 1.500 lao động. Trung bình cứ một hộ sản xuất sẽ tạo việc làm cho 4 lao động với mức thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng. Ngoài các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ thì ở đây còn sản xuất đa dạng các sản phẩm về đồ gỗ như cửa, bàn ghế, con tiện, cầu thang. Hiện địa phương đang được lựa chọn một số sản phẩm tiêu biểu để làm hồ sơ đề nghị chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Thì tới đây chúng tôi sẽ đầu tư cái hạ tầng vào thôn Mão Trinh để phát triển cái làng nghề nó tốt lên. Hiện nay thì chúng tôi đang đề nghị và làm cái hồ sơ để xây dựng làng nghề của thôn Mão Trinh. Chúng tôi phấn đấu là cố gắng là đề nghị Ủy ban nhân tỉnh xem xét công nhận làng nghề vào trong năm 2022. Sau khi được công nhận làng nghề, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển ra các cái thôn khác tiếp theo của xã Dương Quang. Theo các hộ sản xuất nơi đây thì dù dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng đến thị trường, nhưng các hộ vẫn cố gắng đi tìm kiếm các thị trường mới, nhờ đó cơ bản vẫn duy trì được sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Nhất là trong vài tháng trở lại đây, thị trường đã dần trở lại bình thường. Thực tế này cho thấy việc xây dựng nhãn hiệu làng nghề cho thôn Mão Trinh là vô cùng cần thiết. Nhờ việc bao phủ vaccine diện rộng được kịp thời, chuyển trạng thái chống dịch để thúc đẩy phát triển sản xuất, nên nhiều người có tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch. Theo các chuyên gia, suy nghĩ này cần được thay đổi để góp phần làm giảm số ca mắc hàng ngày, là điều kiện để chúng ta sớm coi COVID-19 là bệnh thông thường. Hầu hết người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn thép và xử lý nhiệt Hoàng Anh trong khu công nghiệp Phố Núi B đã được tiêm vaccine mũi 3. Dù xuất hiện một số ca mắc nhưng tất cả đều ở thể nhẹ. Sau khi nghỉ ít ngày, các F0 đều đã âm tính và trở lại sản xuất bình thường, giúp doanh nghiệp không bị thiếu hụt lao động, đảm bảo tiến độ sản xuất. Thời gian tới thì là công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ nhân viên trong công ty khi mà mình đã bị mắc Covid rồi, vẫn phải cảnh giác chứ không nên là mình coi nhẹ. Để giữ ổn định sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên rất coi trọng công tác phòng chống cho đến tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức phòng dịch cho bản thân và cộng đồng. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tăng cao so với thời gian trước nhưng đa số đều ở thể nhẹ, số ca tử vong giảm. Việc tuyên truyền để mỗi người lao động và từng doanh nghiệp thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành chuyên môn về phòng chống dịch sẽ trực tiếp góp phần giữ ổn định sản xuất cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa có quy định nào về việc người đang cách ly điều trị COVID-19 tại nhà vẫn phải tiếp tục làm việc, song căn cứ với tình hình sức khỏe, đặc thù công việc và tinh thần tự nguyện, nhiều F0 tại tỉnh Hưng Yên vẫn tích cực làm việc trực tuyến tại nhà. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chị Trang đang làm việc tại một doanh nghiệp được tạm thời nghỉ việc để cách ly điều trị.
do không thấy các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, đau rát họng nên chị Trang đã chủ động đăng ký với công ty để làm việc trực tuyến tại nhà với khách hàng và kiểm tra đôn đốc tiến độ giao nhận hàng đúng lịch với bộ phận sản xuất của công ty. Nhờ vậy mà các phần việc do bộ phận chị quản lý vẫn đảm bảo tiến độ. Em gửi đơn hàng bây giờ thì anh vào lịch giúp em nhé. Mặc dù là F0 nhưng mà tôi vẫn đang làm việc tại nhà. Tôi cảm thấy là được làm việc tại nhà như thế này thì nó giống như là giúp cho tôi giải phóng được tinh thần, lạc quan hơn và không nghĩ nhiều đến bệnh. Làm việc cũng giống như là một cách, một biện pháp để cho tôi tập thể dục. Là chuyên viên chuyên trách theo dõi về công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên, dù đang điều trị COVID-19 tại nhà, song anh Côn vẫn tham gia vận hành hệ thống, duy trì phần mềm hướng dẫn công dân doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tuyến. Hàng ngày tôi vẫn thường xuyên sử dụng các cái phần mềm quản lý văn bản để truy cập trên máy tính hoặc là sử dụng app ứng dụng trên điện thoại di động để truy cập vào phần mềm để theo dõi, kiểm tra xem xử lý các văn bản đi đến, truy cập vào các hệ thống như cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử để kiểm tra theo dõi các tình hình về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh có 5 trường hợp là F0 và 7 trường hợp là F1 làm việc trực tuyến tại nhà. Theo đánh giá so với làm việc trực tiếp thì làm việc trực tuyến tại nhà hiệu quả công việc đạt từ 80 đến 90%. Do tình hình thực tế hiện nay, một số trường hợp F1 được bố trí khu vực riêng đảm bảo khoảng cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trên tình hình thực tế, sức khỏe đảm bảo và tinh thần tự nguyện của cán bộ công chức, chúng tôi đã chia ra những cái phần việc có thể làm việc trực tuyến tại nhà để các đồng chí nếu đảm bảo được sức khỏe sẽ vẫn liên tục giải quyết công việc trực tuyến với cơ quan và không làm gián đoạn quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Tùy vào đặc thù công việc hiện nay, có không ít các trường hợp là F0, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đang làm việc trực tuyến tại nhà. Đây là tinh thần tự nguyện dựa trên điều kiện sức khỏe đảm bảo của mỗi F0, cũng như thể hiện trách nhiệm cao trước công việc được giao. Tuy nhiên, các F0 cũng cần lưu ý khi làm việc tại nhà và luôn theo dõi sức khỏe của mình. Nếu có bất thường, phải báo ngay cho cơ quan y tế đơn vị để xử trí kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để nâng cao sức đề kháng cũng như hiệu quả điều trị, hồi phục cho người bệnh sau khi khỏi bệnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn chăm sóc sức khỏe cộng đồng Bảo Trí phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tiến Tài đã trao tặng gần 1.000 hộp viên thảo mộc Thiên Việt An trị giá trên 300 triệu đồng cho các trung tâm y tế, trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Qua đó góp phần chung tay vào việc nâng cao hiệu quả điều trị và hồi phục sức khỏe bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới các bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 tại Trường Đại học Thủy Lợi và Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Đồng thời, sản phẩm cũng đã được hỗ trợ tới nhiều bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên cả nước. Viên thảo mộc Thiên Việt An là sản phẩm kết hợp giữa các dược liệu quý từ thiên nhiên, được chứng nhận bởi Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của nhà máy tại khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai, Hà Nội. Đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh đường hô hấp hậu COVID-19, giúp bổ phế, giảm ho, giảm tức ngực, sớm lấy lại vị giác, khứu giác và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Lo lắng vì COVID-19, nhiều người dân trong đó có F0 khi điều trị tại nhà đã tích trữ và tự dùng các loại thuốc kháng virus. Vậy có phải F0 nào cũng cần sử dụng thuốc kháng virus hay không? Và khi nào nên sử dụng để đạt hiệu quả nhất? Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi giải đáp của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc, khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Hiện nay, thuốc kháng virus đã được bán tại nhiều nhà thuốc, song người bệnh cần mua theo đơn của bác sĩ, bởi không phải ai cũng sử dụng được loại thuốc này. Sử dụng những cái thuốc kháng virus khi mà có biểu hiện của viêm đường hô hấp, khó thở, rồi thì sốt. Thuốc kháng virus này là thuốc ức chế RNA polymerase của virus. Khi mà thuốc vào cơ thể, nó sẽ hoạt hóa, nó sẽ chiếm cái enzyme mà con virus đó sử dụng để nhân lên. Bởi vì là khi mình uống thuốc kháng virus vào cơ thể thì có thể là nó diệt được virus,
diệt được cái con virus, nhưng có thể là những cái tế bào lành của mình ấy cũng bị ảnh hưởng. Mà đặc biệt là những cái bạn trẻ 8 đến 9 tuổi là đang phát triển, thì có thể là những cái tế bào đó nó cũng thể là sau này cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Thế cho nên là những cái khuyến cáo của Bộ Y tế là bệnh nhân có thai và cho con bú là cấm sử dụng, phải nói là cấm, chống chỉ định. Hai là những bệnh nhân mà bạn trẻ thanh niên dưới 18 tuổi là không được sử dụng. Bác sĩ khuyến cáo thêm, thuốc kháng virus chỉ nên ưu tiên sử dụng cho những người có bệnh nền, người cao tuổi và chưa tiêm vaccine COVID-19. Khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện là triệu chứng trong vòng 5 ngày đầu tiên thì mình sử dụng rất là tốt, chỉ được sử dụng trong 5 ngày thôi. Và liều là như thế nào, ví dụ như là 800mg 2 lần một ngày. Đó, dùng sáng và dùng chiều cách nhau 12 giờ và khi dùng thì ta dùng uống một cốc nước to. Thì khi mình sử dụng mà mình sử dụng quá mức thì nó sẽ gây hai cái hệ lụy. Hệ lụy thứ nhất là sẽ kháng thuốc. Vấn đề thứ hai là có thể tác dụng phụ lâu dài và tốn kém. Người mắc COVID-19 nên cân nhắc không dùng thuốc kháng virus sớm, phải sử dụng đúng thời điểm, phù hợp, an toàn, hợp lý theo hướng dẫn của các bác sĩ mới mang lại hiệu quả cao nhất. Bởi nếu dùng sai, không có chỉ định, rất nguy hiểm, thậm chí còn suy giảm miễn dịch. Khi phát hiện dương tính, bệnh nhân hãy bình tĩnh, phải ăn đủ chất, uống đủ nước để nâng cao thể trạng. Thời gian gần đây trên tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, đoạn qua huyện Tiên Lữ và Kim Động xuất hiện tình trạng đổ trộm phế thải nguy hại ra ven đường, thậm chí cả ở những mặt bằng mà đơn vị chuẩn bị thi công được. Phế thải được đổ trộm chủ yếu là các loại kính vỡ. Đây là loại chất thải nguy hiểm, cần được thu gom và xử lý theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn. Vòng tuyến đường này có mấy điểm liên tiếp như xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, xã Nhân La, huyện Kim Động. Có những nơi phế thải kính các loại được đổ xa lên đến hàng tấn. Việc đổ trộm phế thải nguy hại ra ven đường có nguy cơ mất an toàn, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng tuyến đường trên. Do đó, đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm đối với hành vi đổ trộm chất thải và phế thải không đúng nơi quy định. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 14 vụ việc vi phạm môi trường với tổng số tiền xử phạt là 167 triệu đồng. Trong đó, tính riêng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ vi phạm với số tiền xử phạt là 14 triệu đồng. Các vụ việc được phát hiện và xử phạt chủ yếu do các nguyên nhân về vi phạm quản lý chất thải nguy hại, xả thải vượt quá tiêu chuẩn. Điển hình như tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ Phúc An có địa chỉ tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, có mỏ khai thác cát không có mốc giới xác định phạm vi khai thác. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm về hành vi, có hồ sơ chứng minh đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác nhưng để mất mốc, phạt tiền 7 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga, Đại sứ quán Nga tại Washington nói rằng hành động này là một nỗ lực viển vông và sẽ chuyển hướng xuất khẩu năng lượng để ứng phó. Đại sứ quán Nga tại Washington ra tuyên bố hôm 8 tháng 3 rằng Nga có thể chuyển hướng các sản phẩm nhiên liệu của mình. Đã đến lúc Mỹ phải nhận ra rằng việc áp đặt ý chí của họ và dùng các lệnh trừng phạt để buộc Nga từ bỏ lợi ích quốc gia là một nỗ lực viển vông. Đại sứ quán Nga đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Joe Biden công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga để phản đối chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Biden đã thảo luận các biện pháp này với đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, những quốc gia này vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ không áp đặt các lệnh cấm vận tương tự. Thất vọng trước những lời hứa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ không còn thúc ép yêu cầu gia nhập NATO và sẵn sàng thỏa hiệp về tình trạng hai vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông để tháo ngòi xung đột với Nga.
Phát biểu với truyền thông Mỹ, ông Zelensky thừa nhận rằng mong muốn gia nhập NATO của nước này đã nguội lạnh từ lâu, vì họ hiểu rằng NATO không sẵn sàng chấp nhận Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine cũng khẳng định hai vùng lãnh thổ ly khai Lugansk và Donetsk chưa được công nhận bởi bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Nga, nhưng ông cho biết rằng hai bên có thể thảo luận và tìm cách thỏa hiệp về tình trạng của hai khu vực này. Truyền thông Iran đưa tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng thành công một vệ tinh quân sự thứ hai vào quỹ đạo và đánh dấu bước tiến quan trọng của quân đội Iran. Theo thông báo, vệ tinh có tên gọi là Ánh sáng 2 của Iran đã đi vào quỹ đạo ở độ cao 500 km. Trước đó, hồi tháng 4 năm 2020, vệ tinh quân sự thứ nhất mang tên Ánh sáng 1 đã được Iran phóng lên quỹ đạo ở độ cao 425 km. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh những cuộc đàm phán tại Viên Áo để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đang đến giai đoạn quan trọng. Đưa vệ tinh lên quỹ đạo là một bước tiến lớn với quân đội Iran, nhưng cũng khiến nhiều nước lo ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Quân đội Mỹ cho rằng những vụ phóng vệ tinh là bình phong để Iran phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa với khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Iran bác bỏ điều này và khẳng định họ chưa bao giờ theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Cao ủy Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân quyền bà Michelle Bachelet thông báo sẽ đến thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới đây và sẽ có điểm dừng chân là Tân Cương, nơi làm bùng phát tranh cãi giữa Bắc Kinh và phương Tây lâu nay về vấn đề nhân quyền. Bà Bachelet thông báo đội tiền trạm sẽ lên đường vào tháng 4 và đánh dấu chuyến đi Trung Quốc đầu tiên của một cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền kể từ năm 2005. Từ lâu đã có những lời kêu gọi cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền đến thăm Tân Cương, nơi Liên Hợp Quốc và các nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng có khoảng 1 triệu người thiểu số Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại cải tạo. Chính phủ Mỹ và một số nước phương Tây cáo buộc Trung Quốc cưỡng bức lao động hay triệt sản người Duy Ngô Nhĩ, điều mà Trung Quốc luôn bác bỏ. Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm gần 1/3 kể từ năm 2013, chính phủ Thái Lan đang khuyến khích người dân sinh thêm con để ngăn chặn sự suy giảm tỷ lệ sinh bằng cách cung cấp các trung tâm chăm sóc trẻ em và sinh sản cho các bậc cha mẹ. Chiến dịch này được triển khai trong bối cảnh số trẻ sơ sinh đã giảm gần 30% từ năm 2013. Năm 2021, Thái Lan có 544.000 trẻ em được sinh ra, mức thấp nhất trong 6 thập kỷ, và thấp hơn con số tử vong là 563.000. Các quan chức Thái Lan cho biết, kế hoạch bao gồm mở các trung tâm hỗ trợ sinh sản tới 76 tỉnh thành hiện đang giới hạn ở Bangkok và các thành phố lớn khác, đồng thời thu hút sự quan tâm của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để họ giúp truyền tải thông điệp của chính phủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khó có thể nhanh chóng đảo ngược tình hình khi các điều kiện xã hội đã thay đổi, cùng những lo ngại về gánh nặng nợ nần, sự vất vả khi chăm sóc nuôi dưỡng một đứa trẻ, trong khi vẫn phải tích lũy tiền để dưỡng già. Tại Afghanistan, một môn thể thao truyền thống trên ngựa từng bị Taliban cấm trong giai đoạn cầm quyền từ năm 1996 đến năm 2001 trước đây, thì nay đã bất ngờ được lực lượng này ưu ái và ủng hộ. Môn thể thao này có tên là Bukasi. Trong môn thể thao này, hai đội kỵ sĩ thi đấu để giành quyền kiểm soát xác động vật đã chặt đầu. Tuy nhiên, ngày nay xác động vật được thay bằng túi da nhồi lông nặng khoảng 30 kg. Mặc dù có thay đổi về phương tiện thi đấu, nhưng kỹ năng trong môn thể thao này vẫn duy trì như cũ. Trước đây, trong giai đoạn cầm quyền từ năm 1996 tới 2001, Taliban từng cấm môn thể thao truyền thống này vì cho rằng nó trái đạo đức. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, Bukasi vẫn được tổ chức và chính các thành viên của Taliban cũng góp mặt trong số khán giả theo dõi. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.